Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, kính thưa đồng chí Chủ tịch Quốc hội, các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội, kính thưa Quốc hội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã gửi đến các vị đại biểu Quốc hội báo cáo số 840 ngày 19 tháng 5, 2024 và báo cáo số 850 ngày 25 tháng 5, 2024 về tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi. Cùng dự thảo luật đã được tiếp thu chỉnh lý bản so sánh các dự thảo luật với luật hiện hành, các báo cáo của Chính phủ và một số tài liệu kèm theo. Ủy ban báo số 840 và 850 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội như sau. Một, về điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với trường hợp người chưa đủ tuổi hưởng lương hưu, không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội, chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và có yêu cầu nhận bảo hiểm xã hội một lần. Điểm D, khoản 1, điều 74 và điểm D, khoản 1, điều 107. Về vấn đề này, tại kỳ họp thứ 6, Chính phủ trình Quốc hội hai phương án. Phương án 1, người lao động được chia làm hai nhóm. Nhóm 1, người lao động tham gia bảo hiểm xã hội trước khi luật có hiệu lực, dự kiến mùng 1 tháng 7, 2025. Sau 12 tháng không thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, không tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và có thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 20 năm và có đề nghị thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần như quy định hiện hành tại nghị quyết số 93 năm 2015 của Quốc hội khóa 13. Nhóm 2, người lao động bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày luật có hiệu lực trở đi thì không được áp dụng quy định điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần như quy định tại nghị quyết số 93. Phương án 2, người lao động được giải quyết một phần nhưng tối đa không quá 50% tổng thời gian đã đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn lại được bảo lưu để người lao động tiếp tục tham gia và hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội. Về vấn đề này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thấy rằng, thứ nhất, bối cảnh và yêu cầu đặt ra khi xây dựng các phương án về bảo hiểm xã hội một lần phải đảm bảo mục tiêu kép vừa thể chế hóa mục tiêu của nghị quyết số 28 của Ban chấp hành Trung ương khóa 12 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, vừa hài hòa quyền lợi của người lao động phù hợp với thực tiễn và nguyên lý của bảo hiểm xã hội. Thứ hai, mặc dù hai phương án Chính phủ trình đều chưa phải là những phương án tối ưu, có thể chưa giải quyết triệt để tình trạng hưởng bảo hiểm xã hội một lần, chưa dự kiến phòng ngừa được phản ứng tập thể người lao động, song đây là các phương án chiếm ưu thế, nhất là phương án số 1. Bên cạnh đó, có ý kiến đồng tình với phương án 2, để không tạo lát cắt giữa đối tượng tham gia trước và sau khi luật có hiệu lực. Ý kiến khác đề nghị tích hợp phương án 2 vào nhóm 2 của phương án 1. Theo đó, đối với người lao động bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng từ sau ngày 1 tháng 7, 2025 đến 30 tháng 6, 2030, thì vẫn được hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo lộ trình giảm dần. Đa số ý kiến trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành phương án 1 của Chính phủ đề xuất và cũng là ý kiến của đa số người lao động tại một số địa phương được cơ quan chủ trì thẩm tra lấy ý kiến. Tuy nhiên, để bảo đảm an sinh xã hội cho người lao động, hạn chế tối đa việc người lao động phải lựa chọn hưởng bảo hiểm xã hội một lần, thì dù lựa chọn phương án nào, Chính phủ cũng cần quan tâm một số nội dung sau. Một, sớm có đề án hỗ trợ và ban hành quy định phù hợp để người lao động tham gia bảo hiểm xã hội được vay vốn tín dụng theo các cơ chế chính sách đặc thù khi gặp khó khăn. Tiếp tục rà soát bổ sung hoàn thiện chính sách pháp luật về lao động việc làm để duy trì việc làm thu nhập ổn định cho người lao động. Hai, đẩy mạnh công tác truyền thông để người lao động hiểu được lợi ích của việc hưởng lương hưu hàng tháng thay vì lựa chọn hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Bên cạnh đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Việt Nam cần tăng cường trách nhiệm, đổi mới công tác tuyên truyền để giúp người lao động nhận thức rõ hơn các hạn chế của việc hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Ủy ban Thường vụ Quốc hội thấy rằng đây là vấn đề khó, còn nhiều ý kiến khác nhau và liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người lao động trong thời điểm hiện tại và khi hết tuổi lao động. Do đó, để thể chế hóa các quan điểm của Đảng, bảo đảm dân chủ, thận trọng, trách nhiệm và phát huy trí tuệ tập thể của các vị đại biểu Quốc hội trong xử lý vấn đề hưởng bảo hiểm xã hội một lần, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trân trọng đề nghị các vị đại biểu Quốc hội tiếp tục thảo luận cho ý kiến thêm về vấn đề này, cũng như các phương án cụ thể để tạo sự đồng thuận khi trình Quốc hội thông qua. Hai, việc thay thế mức lương cơ sở bằng mức tham chiếu. Nghị quyết số 27 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về cải cách chính sách tiền lương quy định bãi bỏ mức lương cơ sở khi thực hiện cải cách chính sách tiền lương.
Như vậy, theo lộ trình thực hiện từ mùng 1 tháng 7, 2024 sẽ không còn mức lương cơ sở để làm căn cứ điều chỉnh tiền lương đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu và tính hưởng một số chế độ bảo hiểm xã hội. Nội dung này chưa được dự liệu đầy đủ khi chính phủ trình Quốc hội tại kỳ họp 6, nên trong quá trình tiếp thu chỉnh lý qua nhiều lần đề nghị, ngày 15 tháng 5, 2024, tại báo cáo số 234 của Chính phủ mới đề xuất thay mức lương cơ sở bằng mức tham chiếu trong dự thảo luật. Theo đó, dự thảo luật đã được bổ sung giải thích thuật ngữ mức tham chiếu tại khoản 12 điều 4 y tế. 4. Về chậm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và biện pháp xử lý, các điều 37, 38, 39 và 40. Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo như sau. 1. Nhằm khắc phục tình trạng khó khăn trong việc xác định tính chất mức độ vi phạm đối với hành vi chậm đóng bảo hiểm xã hội và hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội. Để có biện pháp xử lý phù hợp, dự thảo luật đã chỉnh lý theo hướng làm rõ nội hàm, tách riêng các quy định về từng hành vi và biện pháp xử lý chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội như thể hiện tại các điều 37, 38, 39 và 40. 2. Về chế tài xử lý các hành vi chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, dự thảo luật đã được chỉnh lý như quy định tại điều 39, điều 40 của dự thảo luật. Trong đó, chế tài tạm hoãn xuất cảnh quy định theo hướng dẫn chiếu áp dụng quy định của luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Và chưa quy định chế tài ngừng sử dụng hóa đơn do chưa thống nhất với quy định của pháp luật về thuế. Và chế tài này đồng nghĩa với việc dừng hoạt động kinh doanh ảnh hưởng trực tiếp tới cả doanh nghiệp và người lao động. 5. Về cơ chế đặc thù để bảo vệ người lao động trong trường hợp người sử dụng lao động không còn khả năng đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động, điều 41. Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, dự thảo luật đã bổ sung điều 41 quy định cơ chế đặc thù để bảo vệ người lao động trong trường hợp người sử dụng lao động bỏ trốn không còn khả năng đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động theo hướng ghi nhận thời gian tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động và đề ra phương thức giải quyết hưởng chế độ trong một số trường hợp cụ thể ở các khoản 1, 2, 3 và 4 và với một số đối tượng đặc thù tại khoản 5. Tuy nhiên, có ý kiến còn băn khoăn về quy định tại khoản 5 do đây là chính sách mới liên quan đến trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, cũng như quyền lợi của người lao động và cần có sự hỗ trợ của ngân sách nhà nước, nên phải được nghiên cứu đánh giá tác động đầy đủ, kỹ lưỡng, rà soát từng trường hợp, điều kiện cụ thể để đưa ra giải pháp phù hợp. Ngoài ra, cũng có ý kiến đề nghị cân nhắc chưa nên quy định ngay trong luật, mà nên tiếp tục nghiên cứu tham khảo kinh nghiệm của các nước nếu thấy cần thiết. Chính phủ trình Quốc hội ban hành nghị quyết để thực hiện thí điểm nhằm giải quyết các tình huống cá biệt cấp bách, bảo đảm quyền lợi của người lao động và phù hợp với điều kiện thực tế. 6. Về bảo hiểm hưu trí bổ sung. Tiếp thu ý kiến đại biểu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu tiếp thu trên cơ sở ý kiến đại biểu Quốc hội và đề xuất của Chính phủ tại báo cáo số 234. Cụ thể, 1. Bổ sung chương 7A với 4 điều quy định từ điều 128A đến điều 128G, nguyên tắc chung về bảo hiểm hưu trí bổ sung. 2. Bổ sung khoản 4 tại điều 136 giao Chính phủ quy định chi tiết về bảo hiểm hưu trí bổ sung. 7. Về đối tượng chủ hộ kinh doanh tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, điểm M khoản 1, điều 3. Ủy ban Thường vụ Quốc hội thấy rằng dự thảo luật Chính phủ trình quy định chủ hộ kinh doanh của hộ kinh doanh thuộc diện phải đăng ký kinh doanh khi chưa dự liệu đầy đủ các phát sinh mối liên quan giữa các chế độ là sẽ rất khó để có thể thực hiện được. Do đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo chỉnh lý tại khoản 1 của điều 3 theo hướng chủ hộ kinh doanh của hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh, đồng thời quy định tại khoản 2 điều 27 về thời hạn chủ hộ kinh doanh phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. 8. Về phê chuẩn quyết toán bảo hiểm xã hội. Tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội để bảo đảm chặt chẽ, minh bạch, phòng ngừa các vi phạm tài chính có thể xảy ra, cũng như xác định rõ trách nhiệm quản lý nhà nước về quỹ bảo hiểm xã hội, dự thảo luật đã chỉnh lý theo hướng bổ sung tại khoản 1, điều 136, trách nhiệm của Chính phủ, phân công cơ quan quản lý nhà nước thực hiện việc duyệt, thẩm định và phê chuẩn quyết toán, chi tổ chức và hoạt động bảo hiểm xã hội. 9. Khiếu nại tố cáo và xử lý vi phạm về bảo hiểm xã hội, chương 8. Trong quá trình tiếp thu chỉnh lý, một số đại biểu Quốc hội cho rằng việc xử lý giải quyết khiếu nại tố cáo về bảo hiểm xã hội của giai đoạn từ năm 1995 trở về trước có liên quan đến lĩnh vực của nhiều cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương về các vấn đề tiền lương, khen thưởng, kỷ luật, v.v. là khá phức tạp nên cần có sự chủ trì của cơ quan quản lý nhà nước về lao động địa phương để xem xét quyết định. Đây cũng đồng thời là ý kiến của cơ quan bảo hiểm xã hội. Căn cứ các ý kiến góp ý, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo chỉnh lý dự thảo luật theo hướng 1. Bổ sung quy định về thể hiện tại khoản 2,
và thể hiện tại khoản 2 điều 130 việc giải quyết khiếu nại đối với quyết định xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan bảo hiểm xã hội được thực hiện tương tự như việc giải quyết khiếu nại của cơ quan hành chính nhà nước. 2. Bổ sung và thể hiện tại khoản 2 điều 132 việc giải quyết tố cáo đối với thời gian trước năm 1995 do cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh có trách nhiệm giải quyết. Tuy nhiên, tại báo cáo số 234, Chính phủ tiếp tục đề nghị giữ quy định về tố cáo, giải quyết tố cáo về bảo hiểm xã hội như dự thảo Chính phủ trình tại kỳ họp thứ 6. Theo đó, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc chấp hành quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bao gồm cả việc tố cáo đối với thời gian trước năm 1995. 10. Về mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu trợ cấp một lần, điều 76, và điều chỉnh tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, điều 77. Tại thời điểm ban hành báo cáo số 840 ngày 19 tháng 5, Chính phủ chưa có ý kiến chính thức về phương án cải cách tiền lương, do đó đối với nội dung này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xin phép Quốc hội được báo cáo việc tiếp thu giải trình và chỉnh lý tại văn bản riêng trên cơ sở báo cáo cập nhật của Chính phủ. Đến ngày 25 tháng 5, 2024, Chính phủ đã có báo cáo số 286 gửi Quốc hội về đề xuất các nội dung liên quan trong dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi do tác động của chính sách tiền lương mới. Theo đó, với phương án cải cách tiền lương mà Chính phủ đã thống nhất báo cáo cấp có thẩm quyền, thì về cơ bản chưa cần thiết phải sửa đổi toàn diện ngay điều 62 và điều 63 của luật bảo hiểm xã hội hiện hành như đề xuất trước đó của Chính phủ, và đề nghị giữ như nội dung tại điều 272 và điều 73 của dự thảo luật Chính phủ trình tại kỳ họp thứ 6, tức là các cái điều sửa đổi bổ sung điều 62, 63. Tương ứng với điều 76 và điều 77 dự thảo luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 7. Trên cơ sở báo cáo số 286 của Chính phủ ngày 25 tháng 5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phát hành báo cáo số 850 tiếp thu giải trình chỉnh lý quy định của dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi về mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu trợ cấp một lần, điều 76, và điều chỉnh tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, điều 77, trình Quốc hội. Trong đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất với phương án Chính phủ trình Quốc hội xem xét điều 76, điều 77 như thể hiện tại dự thảo luật đã cập nhật. Ủy ban Thường vụ Quốc hội thấy rằng, quy định tại Điều 76 và Điều 77 của dự thảo luật chỉnh lý liên quan trực tiếp đến hàng triệu người đã, đang và sẽ hưởng lương hưu. Do đó, cần được xem xét một cách toàn diện, thấu đáo trong bối cảnh cải cách tiền lương và cần đánh giá kỹ tác động đối với người hưởng lương hưu ở các thời điểm khác nhau, trong các khu vực, lĩnh vực khác nhau. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị các vị đại biểu Quốc hội nghiên cứu kỹ lưỡng, thảo luận cho ý kiến thẳng thắn rõ ràng về vấn đề này. 11. Trợ cấp hưu trí xã hội, chương 3. Ủy ban Thường vụ Quốc hội thấy rằng việc quy định trợ cấp hưu trí xã hội trong dự thảo luật nhằm một thể chế hóa quan điểm về hệ thống bảo hiểm xã hội đa tầng theo định hướng tại nghị quyết số 28. 2. Thể hiện rõ hơn sự kết nối giữa tầng trợ cấp hưu trí xã hội với tầng bảo hiểm xã hội cơ bản, đồng thời sẽ giúp cho người lao động thấy rõ hơn quyền được lựa chọn và lợi ích khi hưởng trợ cấp hàng tháng thay cho việc hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Bên cạnh đó, để bảo đảm mức trợ cấp hưu trí xã hội phù hợp với từng thời kỳ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo chỉnh lý, bổ sung quy định tại khoản 1, điều 21 theo hướng. Định kỳ 3 năm, Chính phủ thực hiện rà soát và đề xuất việc điều chỉnh mức trợ cấp hưu trí xã hội báo cáo Quốc hội khi trình kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm. 12. Ngoài 11 vấn đề trên, còn có 47 vấn đề cụ thể khác được nêu trong báo cáo số 840. Báo cáo này gồm 68 trang. Bên cạnh đó, các vị đại biểu Quốc hội còn đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, xác đáng về chữ, về nghĩa, văn phong, kỹ thuật xây dựng văn bản. Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin trân trọng tiếp thu tối đa ý kiến góp ý và đã chỉnh lý cụ thể trong dự thảo luật. Dự thảo luật sau khi được tiếp thu chỉnh lý gồm 11 chương và 147 điều, tăng 1 chương và tăng 11 điều so với dự thảo luật Chính phủ trình, cùng 15 điểm mới được nêu cụ thể tại mục 3 la mã của báo cáo số 840. 14. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị các vị đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận vào các vấn đề sau. 1. Về đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện tại điều 3. 2. Về trợ cấp hưu trí xã hội, chương 3. 3. Về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, khoản 10 và khoản 11, điều 4, khoản 2, điều 24, điều 25. 4. Về mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội để tính mức lương hưu trợ cấp một lần, điều 76, và điều chỉnh tiền lương làm căn cứ, làm cơ sở đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, điều 77. 5. Điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần, điều 74 và điều 107. 6. Việc quy định về mức tham chiếu thay cho mức lương cơ sở.
Bởi về chậm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và biện pháp xử lý các điều 37, 38, 39 và 40. 8. Về cơ chế đặc thù để bảo vệ người lao động trong trường hợp người sử dụng lao động không còn khả năng đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động, điều 41. 9. Về bảo hiểm hưu trí bổ sung, chương 7A. 10. Về phê chuẩn quyết toán bảo hiểm xã hội, khoản 1, điều 136. 11. Về khiếu nại và giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính về bảo hiểm xã hội của cơ quan hành chính nhà nước, điều 130. Về tố cáo, giải quyết tố cáo về bảo hiểm xã hội, điều 132. 12. Về thời điểm thông qua dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi. 13. Các nội dung khác mà đại biểu quan tâm. Kính thưa Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy dự án luật bảo hiểm xã hội sửa đổi có nhiều nội dung lớn, phức tạp, chuyên môn sâu, mang tính xã hội cao, đối tượng chịu sự tác động trực tiếp rất rộng. Các quy định của dự thảo luật phải bảo đảm an sinh xã hội cho người dân, quyền lợi của người lao động trên cơ sở nguyên tắc đóng, hưởng, chỉ số giá tiêu dùng, tăng trưởng kinh tế, sự an toàn, cân đối, tăng trưởng của quỹ bảo hiểm xã hội trong dài hạn và khả năng ngân sách nhà nước trong từng thời kỳ. Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin tiếp tục được lắng nghe ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội và sẽ chỉ đạo cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp với các cơ quan của Quốc hội, cơ quan chủ trì soạn thảo, các cơ quan liên quan để nghiên cứu kỹ lưỡng, thấu đáo, tiếp thu và hoàn thiện dự thảo luật trước khi trình Quốc hội xem xét thông qua. Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin trân trọng báo cáo các vị đại biểu Quốc hội. Xin trân trọng cảm ơn. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.